bạn xong group lục lục điện crew anh em phía ba sơ hai có số đây phone phone sơ sơ nó sơ từng ở khnì chỉ vì sếp phone phone đại cấp bông ta sơ sơ nơi không thật tị đáp không thay đại yên được sơ chụp bút tì pram anh nó cùng mình điện tì muối anh nó cùng nâng cao nè nó cùng tỏ chọp đại mình điện ní mình điện đào kiểu ba chmu sen thì rốn chỉ group mình điện mục chia nội chia không cần phải thi sơ lại nhiều thay mấy nên chỉ lại bảy liệp bạn chẳng biết cả Merin này thay nick cứ bạn chẳng biết cả Merin này thay nick cứ mua dịch bún grab này ạ nó cùng bạn hỏi bún dịch pram ạ nó cùng chưa ra bạn những con phone có ai sẽ xa bằng thêm được không sử phơ sử xa cô cho mình tụ tới thân nạn tỷ đọc tùm bò mà rồi cao sắp bám bún thức đó tùm bò bì rồi bày hỏi bà thông nông Merin này thay nick cứ cầm nót grab này là cùng bàn trầm trớ cầm nót anh cùng chia bàn trầm trớ song grab này là cùng bàn trầm trớ nâng cạnh ni rốc anh cùng chia bàn trầm trớ cầm nát cái cặp tiè cứ cái ao rốc xong nông rụp hiệp này anh cùng f bà những cái ao ở cùng ai bỏ dưỡng cứ ai phần ấy mà chỉ mùi nâng ấy bột bấy đài ấy chỉ bỏ dưỡng cứ thôm chiên rồi xóa sồn bạn chế nhập đam tranh pi chùm po ấy thôm chiên rồi xóa sồn nòm ở ấy bột bấy thôm chiên rồi xóa bảy mình này thay dựng bột bấy sổ xóa kháng bà đào ấy bột bấy thì cứ xóa nâng y gạch những cái tiền bán y gạch thôm chiên rồi xóa bảy bà đội nhí cái bà thân rục hiệp ai cứ mà y gạch tương lai ná đa y gạch thông chuyện bày bạn mùi tiếp cứ cái ai đó xong nông rục hiếp nơi ảnh cùng dê nè ếch đa cái ai dê nè ếch xong mà ảnh kể hai lại khá là bỏ dưỡng cứ đọ pi tô chiên xong mà ếch hai ảnh nâng cứ tô chiên rồi xong mà bày bạn nâng cái thai chấm pua đọ pi tô chiên xong mà ếch hai ếch tô chiên xong mà bấy sẵn mũi buôn tô chia sma kare hay tô chia sma phạm buôn mình tha yên lực kare ong thằng pì là một tốt một tiết cứ tha bàn tay dê này bao nhiêu cứ thôm chia sma son rú ở dê này bao nhiêu cứ sma kare dễ thôm chia sma son chẳng đôi nhí sản nội phim bao nhiêu cứ i được y nâng cứ sma kare chẳng lại nè đà son tô chia sma kare hay tô chia sma phạm buôn bạn chỉ cho làm sao mình bỏ dưỡng cứ mua dịch bún grab này ăn cùng ủi thứ hai cái ao ăn cùng ai phải nói smart cho mình ăn cà rê độ bún cái ao cái như này đồng lại này ăn cùng f chấm cua group đồng lại này x độ bò độ bấy độ pí độ muối sốn muối vị bảy bạn chẳng như bình nhất mưa tạt ran ở mai lệ này ăn cùng ai phải nói smart ăn cà rê độ bún mình đón và nick cứ chia tạt ran ở mai lệ này nè nó cùng nó bao dương cứ phần sân bài xma độ bảy cứ tụi bạn này xma pram phần sân bài xma độ pi như bạn này cái xma sốn hai phần sân bài xma độ muối tụi bạn này cái xma độ bảy xma sốn cái xma độ bốn xma muối cái xma độ bảy xma pi cái xma sốn nâng xma bảy cái xma pram và chân cầu pi dương tổ tụ ban tra nằm lại hỏi như vậy đào dùng nó chẳng nít được nong đầm rẫy có đầm nề bà rút cho cái ban sử dụng nó chẳng nít bằng cách ban chỉ grab này nó cùng iPhone X mà chỉ mới được cái rẻ độ bùn bà như như mơ đầm rẫy bỏ dướng bà như mình đi chạy X hỏi ạ cho chạy cái rẻ hỏi độ bốn nhưng đào dùng nó bỏ dướng má cứ X mà độ pi X mà sốn X mà độ mùi X mà độ pi và phần một tiết x mà sâu thì x mà độ bốn nâng x mà mui x mà độ pi họ trong cái x mà pi x mà sâu và tổng bao nhiêu chụp tới yên từ tổ bán grab mùi và grab đi hết cứ chia grab để nó cùng ai này x mà x kề độ bốn bạn nhớ nhưng vấn đề chi tiêu tới cái hai grab này nó cùng y x mà f này x cứ chia sầm nôm chấm nói x y kề đại x nhị mùi nhị mùi thì không nong đại đề nên cùng app hai y gạch smart app này
tha grab f chia sum nôm chum nôm x y tằng lai na đai y sma f bên x hay x chia របស់ d ba cái sẽ tâm rung khlai ba ni ba ni chi grab របស់ anukum y sma f này របស់ chúng ba ni ឧទាហរណ៍ថាយើងមាន y hay យើងមាន grab មួយនេះបាទ grab នេះគឺ y sma f នេះ x ហើយអញ្ចឹងគឺចំណុច x y ទាំងអស់គឺស្ថិតនៅលើanukum f របស់យើងបាទបាទនេះមើលពិនិត្យបាទអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលចំណុចដល់បន្ថែមម្ដងគឺថាក្រាបនៃអនុគមឫស្មើ f x វិញម្ដងតើវាមានរៀងដូចម្ដេចអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងត្រូវរកដែនកំណត់នៃអនុគមរបស់យើងបាទអញ្ចឹងគឺថាអនុគមឫស្មើតម្លៃខាតនៃ x មានដែនកំណត់ d ស្មើ r បាទគេថាចំពោះគ្រប់ x ជារបស់ r នោះ y ស្មើតម្លៃខាតនៃ x ធំជាងឬស្មើ0បាទអញ្ចឹងគេក៏បានសំណួររូបភាព e ស្មើ y ទាំងឡាយណាដែល y ធំជាងឬស្មើ0បាទតែគេថាចំពោះ x ធំជាងស្មើ0គឺគេទទួលបាន y ស្មើជាមួយនឹង x បាទពីព្រោះ y ស្មើតម្លៃខាត x ណាអញ្ចឹងបើសិនជា x ធំជាង0គេទទួលបាន y ស្មើ x ហើយបើសិនបាទ x តូចជាងស្មើ0វិញគឺគេទទួលបាន y ស្មើនឹងដក x បាទថាក្រាបនៃអនុគមគឺមានរាងជាអក្សរ v ដូចរូបបាទនេះជារូបរបស់យើងយើងមានតម្រុយបែបនេះបាទអញ្ចឹងដំបូងបើសិនជា x ស្មើដក1ទទួលបាន y ស្មើ1ហើយបើសិនបាទ x ស្មើ1 y ក៏ដក1ដែរយើងមានហើយរៀងជាបន្ទាត់បែបនេះគឺរៀងវាជាអក្សរ v បាទបាទនេះគឺជាក្រាបនៃអនុគមតម្លៃខាតបាទគឺរៀងវាជាអក្សរ v បាទយើងចូលចំណុចថ្មីគឺមួយចុច5អនុគមច្រាស់បាទយើងគេថាគេមានជាក្រាបតាំង f គឺ a គឺកំណត់ពី a ទៅ b គេភ្ជាប់ធាតនៃសំណុំដើម a ទៅធាតនៃរូបភាព b តាម aបាទនេះអញ្ចឹងប្រសិនបើគេមានសំណុំ a មួយបែបនេះហើយសំណុំ b បែបនេះអញ្ចឹងគេភ្ជាប់ពីសំណុំ a ទៅសំណុំ b នេះគឺតាម f បាទអញ្ចឹងមានន័យថា x1 ធាតរបស់សំណុំ a ភ្ជាប់ទៅ x1 ឬក៏ f នៃ x1 ជាធាតរបស់សំណុំ b ដូចគ្នាដែរចំពោះ x2 ជាធាតរបស់សំណុំ a ក៏យើងអាចភ្ជាប់ទៅសំណុំ b គឺ f នៃ x2 ហើយ x3 ដូចគ្នាដែរគឺយើងភ្ជាប់ទៅសំណុំ b គឺស្មើអរូបភាពវាគឺ f នៃ y បាទគឺអរូបភាពរបស់វាគឺ f នៃ x3 បាទនិយាយថាចំពោះអនុគម s នេះបង្កើតបានជាអនុគម f ដក1ភ្ជាប់ធាតនៃសំណុំ b ទៅធាតនៃសំណុំ a វិញដោយចាក្រាមបាទបើសិនបើបានអញ្ចឹងគេថា f ដក1ជាអនុគមច្រាស់នៃអនុគម s នេះបាទនេះបើសិនបើមាន aទីសំណុំបែបនេះហើយសំណុំ b សំណុំបែបនេះវិញបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងភ្ជាប់ធាតពីសំណុំ b សំណុំ a ដោយអនុគម f បាទអញ្ចឹងយើងបាន y1 ភ្ជាប់មក f ដក1នៃ x1 បាទហើយ y2 ក៏ភ្ជាប់ធាតមកសំណុំ a គឺ f ដក1នៃ x2 បាទដូចនេះដែរពួក y3 គឺភ្ជាប់ធាតរបស់វាគឺ f ដក1គឺនៃ x3បាទអញ្ចឹងគេថាជាទូទៅបើ f ជាអនុគម1ទល់1 1 f មានអនុគមច្រាស់គឺ f ដក1ហើយលេខ2 b ជារូបភាពនៃ a តាម f សមមូល a ជារូបភាពនៃ b វិញតាម f ដក1នៃ x មានន័យថា b ស្មើ f នៃ a សមមូល a ស្មើ f ដក1នៃ b បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលរូបម្ដងមានន័យថាបើសិនបើយើងមានសំណុំ a បែបនេះហើយមានធាតរបស់វាគឺ a តូចហើយយកភ្ជាប់ទៅសំណុំ b 1ហើយមានធាតរបស់វាគឺ b តូចហើយយើងក៏អាចភ្ជាប់ធាតពីសំណុំ b មកសំណុំ a វិញដែរគឺចេញពី b តូចមករក a តូចវិញបែបនេះបាទមានន័យថា b ស្មើ f នៃ a ហើយបើសិនជារក a គឺ a ស្មើ f ដក1នៃ b វិញមានន័យថាវាអាចត្រឡប់នេះបានបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គឺថារកអនុគមច្រាស់នៃអនុគម f នៃ x ស្មើ 3x + 1បាទនិយាយមួយចម្លើយគេថាចំនួន f នៃ x ដោយ y គេបាន y ស្មើ 3x + 1បាទបន្តមកទៀតគេថាបដូរ x ជា y និង y ជា x គេបាន x ស្មើ 3x + 1មានន័យថាកន្លែងណា y ចំនួនដោយ x ហើយកន្លែងណា x ចំនួនដោយ y វិញបាទបន្តមកគេរក y គឺស្មើ x ដក1នៅលើ3បន្តមកគេថាចំនួន y ដោយ f ដក1នៃ x វិញគេទទួលបាន f ដក1នៃ x គឺស្មើ x ដក1នៅលើ3
bà đội ní anh cũng chưa ra này nó cũng ai phần x mà bệnh x bụng muối cứ ai độ muối này x mà muối bà cứ mà x độ muối này lớn vậy bị thiền cái thang là bay đâu còn cùng chưa ra này nó cũng ai kỳ trở bạn mua muối cứ chùm nua ai phần x đào y gạch mua đi phí đô x y gạch nâng y gạch x kê bọc ban xong mấy cá mấy rồi tiên đâu đồng lấy y gạch bà nâng mua thị bấy cái thang 3 xong mấy cá thông mấy đi mình ta y gạch chuyện nó cùng để tế nốt ở nó cùng y gạch không ở nó cùng chả tê bà nâng mua thị 4 chùm nu y gạch đòi ai độ mùi này ấy bà nên chia bị thiến là bay đâu ở cùng chả này ở cùng mùi nhưng mà ta họp và tọp tiếp có cái thang rốc ăn cùng chả này là cùng ai phần x mà bị x bột bệnh nâng khó xong tạp tăng ăn cùng áp nâng ăn cùng chưa ra áp độ mùi này ấy nếu như mơ chùm lõi và nhớ là bây đâu ăn cùng chưa hẹn cùng mùi bán thì mùi trời độc đài tầm nót nâng sử dụng hiệp vỉa và những thác đài tầm nót nâng sử dụng hiệp này là cùng ai phần x mà vì ấy bộ bấy cứ chia sử dụng chúng bật tiền ở bà đây xa vì chưa và hữu thí anh chẳng đài tầm nót bỏ ăn cùng và hiến cứ chia sử dụng bật e và những vì thiên bao nhiêu thì mỗi cứ mua thì mỗi cứ cái chùm nua ai phải đấy đòi y cả đấy và tổng nói thì tôi bán cứ y cả mà pi x bộ bấy tổng mở như bắt đầu pi x tự y cả hai pi cả tự x nhưng thì rồi y cả tới như tôi bán y cả mà mua được pi x độ bay được pi mà tổng mở bây giờ tôi bán y cả hai như bắt đầu pi y cả tự f độ mua này x nhưng nên tôi bán f độ mua này x mà mua được pi x độ bay được pi bà nhận được ní ai à, độ mùi này cứ sma mùi lục pí độ bay lục pí bà nhớ nó khó cứ cái áo ấy xong rồi bà nhớ như xong tới nó không đồng rồi và hướng cứ việc à, để giải à, cho giải cái đấy bà nhớ như đang đang chấm nói mà sân bà những áo sma độ mùi nó thì tôi bán cái đấy sma mùi bà nhớ tôi bán cho được sau ở việc này ní hai phần ba những áo sma độ pí thì tôi bán cái đấy cứ sma chỉ được độ mùi đọ muối bà nhé tụi bạn cho nó sọc lại ní bà nhấn cứ lục hụt ở tập trung vào thế nhưng chụp cho một cái vị này tế như tụi bán toàn mùi toàn này hai cứ và toàn y gạch mà bị bộ bảy bà chẳng mùi tiết dưới nên từ son ở bên toàn y gạch mà mùi lục bị đọ bay lục bị mà đọ bà nhấn tập vốn thật bà dựng ở x mà phí tôi thì tụi bạn y gạch mà xôn dịch bàm được có cả là bà nhớ nhớ chụp còn này về tới dương tụ bán chụp nội tuần này mùi năm mùi tiết sân ba dương ao x mà số nuôi tụ bán y gạch mà độ bay được pì rư co độ mùi dịch pram bà độ mùi dịch pram cứ nó rõ cho mình đi nhớ nhớ chụp cho nội trong pì này tiếp dương tụ bán toàn mùi tiết toàn này hai cứ chia ăn cùng trái này à bao dương cứ mùi được pì x độ bay được pì bạn nhé tôi kể thêm tha và sân bay những khu vực tuột mũi đại mình mấy ca anh lại xem anh tới mình đang tham gia slow khi nè vì chạy và tuột từng pin cứ chỉ pì xây khi nè chỉ pì phần khi nè bạn những cái tuột ba sừng quan mũi cái tha grab này anh lại xem pì anh bộc bay nâng anh lại xem mũi lục pì anh đọ bay lục pì slow khi nè thêm nâng mình tuột anh lại xem anh bạn nhớ những nghiệm mơ làm hạt của thằng vật thị bị đó thì mũi cái tha đâu anh cùng chia này anh cùng ai anh xem đó bị ếch đó buồn chẳng lại bao nhiêu cư miền đó tập 4 cứ có ạc đó mùi x mà đổi được phí đó phí có ạc đó mùi x mà đổi được phí bộ phí có ạc đó mùi x mà ạc được phí bộ phí nâng khó ạc đó mùi x mà ạc được phí đó phí chứ có miền bên và phê vị tí loại bốn bốn thua ca cực bị chà nà phòng đáy hình chẳng xông bốn bốn trim xong bị rẽ xâm rập cực lùm hạt mình đi bạn chẳng như chấp đám thua ca kẻ miền từng ọc nha chấp đám bạn chẳng dương ọc màu hỏi ta ôn ôn khương chùm lòi mùi nạn đấy có khó cơ được khó đã chỉ anh cùng chia ra bọn nó cùng anh để mà đọc bị ích đọc buồn bạn chẳng như được tổ chấm nói từ ở nhé được như chấm nói để chấm trái cứ chấm nói có anh phần ích
xong tốt ai độ môn x mà độ x được pi độ pi chi anh cũng ra này cũng ai phần x mà độ pi x độ buồn chứ từ mơ lâm hạt của thị thị pi mình đó cứ cái thà rốc anh cũng ra này cũng ai phần x mà bay lại x độ môn vì khi đây có mình được thầy mình được tí mọi người muốn được cả cất bị trả ná và dẫn kìm lời bỏ dưỡng cư của mình bốn cứ có ai độ môn x mà độ x bộ môn lượng bấy có f độ môn x mà x độ bay được bấy có f độ môn x mà x bộ bay được bấy có f độ môn x mà độ x bộ bay được bấy và dẫn dương gặp đám thu ca kịch bây giờ là làm hạn định tưởng ọc nhé chắc đã bạn chớ như ở màu hói ta bổn bổn phơi khơi chấm lại hào rồi nới bổn bổn cất tha chấm lại mình đã trầm trớ loại co kho cơ rồi khó bạn dân dương tập tìm tuột chấm lại từng ở ní ní chấm lại đã trầm trớ cứ co ai độ môi x mà x bộ bay như lượng bay chi anh cũng chia ra này anh cũng ai x mà bay là x độ môi chứ nghĩ mơ lâm hạt bổn bổn thị trong cái ấy cứ thị bay cái thác của nó grab này nó cùng ai phần x mà đồng lại khác này x bộ mũi và dân dương mình grab đó được 4 và grab co cư rụt bệnh ní hay grab co cư rụt bệnh ní và hay grab co cư rụt bệnh ní nâng grab co cư rụt bệnh ní dân dương còn miền ở pay vị này tí được nhé tìm ra bộ phổn phổn thừa ca kết bị chờ nè chẳng yêu cho rung kết từng ọc nhé nè chắc đám kết từng ọc nhé chắc đám bà chế dương ôm màu hỏi ta phụ ôn kết thao chụp lại để tâm trừ mùi nạ đá co kho cơ được khó chẳng dương tập tìm tuột chụp lại từng ôn khả bà đi chụp lại để tâm trừ cứ co rụp mùi ní cứ chia grab sang là cùng ai để cứ smile chụp lại bài khác để ít bụng mùi bà nhớ khi trong cái đó dương cầm mình làm hạt kẹp tiền mũi mọi phụ ôn thưa ca kẹt này ní cứ có rốt anh cũng chưa ra nên nó cùng ai phần x mà cho mình được x bộ bấy nâng khó son grab tăng anh cùng ai nâng anh cùng chưa ra ai đó mới được và chắc ông cũng chưa ra ôn phổ ôn dùng đọc ca tam đàn tôi xin về một video mình đi tăng bị đàm rồi đó chọn chương trình ní video thông máy bằng to tiền ông cũng chưa